Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em đi thăm vườn và sẵn tiện quay chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo cái vườn mít được em ghép chui cành. Đó. Thì hôm trước em có chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái video về cách ghép mít. Đó. Cách ghép mít chui cành. Thì những cây này thì hôm nay nó cũng đã liền rồi, nó cũng phát triển. Giờ nay những cái vết ghép nó phù lên rồi. Thì để ghép được cái mít kháp chui cành này thì trước hết thì cái góc ghép này trước khi ghép người ta sẽ ngưng bón phân cho cái góc này nó màu nó chuyển sang màu nâu sậm. Đó, nâu sậm. Chứ còn nếu mà những cái góc ghép này được ghép phân thì góc ghép nó rất là non, cái da nó rất là mỏng. Cho nên là việc ghép nó sẽ khó dính, khó liền. Đó, khi cái da nó ngã màu nâu vậy thì ghép nó rất nhanh là liền da. Thì những cây này thì đã liền, nó đã phù lên rồi. Đó. Cái đọt nó thì khoảng gan rưỡi. Thì cái gốc ghép chui cành thì nó có ưu điểm hơn so với cái mít ghép bo. Là lý do là cái rễ cái của nó còn giữ nguyên trong bầu, nó không bị tổn thương. Còn cái mít ghép bo thì khi người ta ươm dưới liếp dưới đất á, đó. Trong quá trình bứng lên thì phải cắt đứt những cái rễ cái, những cái rễ lớn để có thể là bứng được cây mít lên. Còn những cái mít ghép chui cành này thì được ươm trong bầu từ nhỏ đến lớn, cho nên là những cái rễ nó được giữ nguyên trong này. Và khi trồng xuống đất thì cái bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Đó. Và cái chi phí để mà mình ghép và chăm sóc nó thì nó thấp, cho nên là cái giá cả nó thấp hơn so với cây mít ghép bo, nhưng mà được cái là cái sự phát triển nó rất là mạnh. Nhưng mà trên thị trường, trên các vựa cây giống thì thường cô chú anh chị và các bạn sẽ ít thấy những cái loại mà ghép chui cành như thế này. Đó. Bởi vì là cái mít ghép chui cành này cái thời hạn mà bảo quản của nó ngắn. Đó, như cô chú anh chị và các bạn ghép đến độ tuổi này rồi, nó đã dính rồi thì phải cắt đem đi trồng, chứ không có tiếp tục để được ha. Như vậy thì phải cắt đi trồng thôi. Cái này là một gan rưỡi. Đó, ví dụ như cô chú anh chị và các bạn để thêm một thời gian nữa thì cái đọt này tiếp tục đi nè, đi đọt thì có thể lên thêm một rang mấy nữa, là có thể là cái cây mít nó rất là cao và nó ốm yếu. Đó. Mà trong khi cái bầu nó thì nó nhỏ, nó không đủ khả năng để mà nó nuôi một cái đọt dài tới một mét mấy. Cho nên là cái thời gian mà để bán nó phải rấp rút. Cho nên là ít có vựa cây giống nào mà người ta đầu tư vô cái cây mít ghép chui cành này. Thường người ta sẽ đầu tư vào cái mít ghép bo. Đó, cây mít ghép bo thì người ta sẽ để trong bầu và có thể là nuôi 2-3 tháng là chuyện bình thường. Còn cái mít này mình ghép xong mình để 2-3 tháng thì không bán được ha. Sau khi mà nó liền là phải bán thôi, chứ liền rồi mà không có thể nào tiếp tục để thêm được nữa. Đó. Đó là lý do tại sao ở các vựa cây giống nó ít xuất hiện những cái cây mít ghép chui cành như thế này. Mặc dù nó có nhiều ưu điểm. Nó khỏe hơn và giá nó cũng hợp lý hơn, nhưng mà do là cái việc bảo quản của nó, thời gian nó quá ngắn đi. Đối với mít ghép bo thì có nhiều vườn ươm người ta sẽ làm hàng vạn cây một lúc, nhưng mà đối với cây mít ghép chui cành như thế này thì thường người ta sẽ làm với số lượng vừa phải, khi bán hết rồi người ta mới làm tiếp. Bởi vì khi mà mình ghép nó dính lại rồi mà không cắt bán thì cái đọt tiếp tục nó phát triển. Tiếp tục phát triển thì thành ra là cái cây
nó mất chất lượng của cái cây ha. Thì cái đợt này em ghép cũng được khoảng gần 10.000. Đây và phía bên đó. Cái mít này thì đối với cô chú anh chị và các bạn ở khu vực miền Tây thì chắc có thể là cũng khá là quen thuộc với cái mít ghép chua chanh này. Còn đối với cô chú anh chị và các bạn ở khu vực miền Đông và Tây Nguyên thì có thể là sẽ hơi lạ đối với cái loại mít ghép chua chanh này. Đó. Thì ở đây gốc nó cũng có nhiều dạng. Cỡ đầu đũa ăn cũng có, cỡ ngón tay trỏ cũng có, rồi cỡ điếu hút hút cũng có, đó, nhiều loại. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.